Trước đây thì răng chị là nó nhiễm tetracycline và răng chị nó ngắn và cung răng nó ngang ngang, nó không có lộ đường cười rõ, cái hàm dưới thì hơi khấp khảnh một tí, nên chị quyết định đi làm răng. Và cái việc làm răng này thì thực ra thì chị ấp ủ từ lâu lắm rồi, nhưng mà chị thì tìm hiểu ở mọi các cái trang review ấy thì nhiều các trường hợp là họ bóc phốt là răng họ làm bị hỏng, và ăn nhai thì nó ê buốt và nó hỏng cả lợi, hỏng cả tủy. Nên là chị mặc dù là chị thích đẹp thật nhưng chị vẫn phải quan tâm đến cái việc mà sức khỏe của mình, nên là chị nghiên cứu kỹ lắm, chị nghiên cứu mấy năm rồi chứ không phải là đến bây giờ chị cũng nghiên cứu. Hầu như ngày nào chị cũng vào một trang của bọn em để bọn chị xem là mọi người đánh giá như thế nào. Thì mọi người đánh giá là chất lượng thứ tốt, ăn nhai thì đảm bảo, các cái khâu mà bọn em làm thì nó rất là chuyên nghiệp và tỉ mỉ, rất tỉ mỉ, khâu nào cũng thế. Trước khi chị đi làm thì gia đình chị không đồng ý đâu, bố mẹ chị và anh chị em chị thì khuyên là không nên làm răng, bởi vì răng chị thì ngoài vấn đề nhiễm tetracycline thì cũng không bị sâu hoặc là không bị khấp khểnh quá, nhưng mà chị vẫn quyết định chị đi chị làm. Nhưng về thì ai cũng khen là xinh hơn và nhìn đẹp hơn rất nhiều. Mọi người bảo là bây giờ là chị tự tin để mà cười hở răng khi chụp ảnh rồi. Trên mạng như nào và tư vấn thì đúng như vậy, và chị Uyên là một người rất là nhiệt tình, tỉ mỉ, có một cái gu thẩm mỹ rất là tốt. Ngồi chị nghe chị Uyên tư vấn thì không trường hợp nào mà chị Uyên chị tư vấn giống nhau cả. Đấy thì cái đấy là cái mà bên em là nó khác biệt so với các cơ sở làm răng khác. Và chị đến đây là nhờ quảng cáo, nhờ bọn em truyền thông thì chị mới biết được. Nhưng mà cái việc mà truyền thông nó cũng chỉ là một phần thôi. Và đến đây sự trải nghiệm thực tế của chị thì chị thấy là nó còn hơn mong đợi, xứng đáng với những cái gì mà chị tìm hiểu và xứng đáng cả với cái quãng đường mà chị đi từ Hòa Bình xuống đây để làm răng. Bản thân chị thì vấp phải rất nhiều cái sự rào cản và cũng có nhiều lo sợ trong quá trình mà mình tìm hiểu ấy, thì đến hôm nay thì chị cảm thấy là cái việc mà chị vượt qua cái rào cản đó và vượt qua cái nỗi lo sợ đó và đến đây làm răng và có một nụ cười tự tin là chị cảm thấy mình là rất là xứng đáng. Chị cảm ơn Green Smile, chị cảm ơn các bác sĩ và nhân viên ở đây đã giúp chị có một nụ cười rất là tự tin.